Xin chào ông bà cô chú anh chị, quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay Thúy sẽ cho em Bon đi xem lễ hội cà phê ở chi nhánh ở huyện Lắc, nơi Thúy và cả gia đình đang sinh sống. Bon ơi, Bon ơi, giờ con đứng lên. Hello, hello Bon. Thì Bon đang chuẩn bị đi chơi lễ hội với Thúy. Gửi đi cho mẹ. William nhìn mẹ này. Nhanh lên để cho ông cô chụp nữa. Ví su. Hello. Ok, được rồi, đi thôi. Tít đâu? Không, không có hả miệng ra như thế. Ôm nhau cái. Ôm nhau, ôm anh Tít đi. Ôm anh Tít cái. Hello. Hello, được rồi. Bon cười kìa. Hồ Lắc cũng là một chi nhánh để tổ chức lễ hội cà phê, nhưng mà ở đây mọi người làm hơi chậm, bây giờ trại chưa dựng xong, trong khi chiều hôm nay là người ta diễu hành các thứ rồi. Bây giờ tít bên này nè con, tít bên này nè. Đua thuyền độc mộc ở phía dưới này nè cả nhà, chỗ mọi người đang cắm cờ đó, sẽ đua thuyền ở dưới đó. Hoa đẹp quá, hoa lục bình đẹp quá nhỉ. Bên kia là Lắc Resort. Không có đủ vào cái màn hình đó con. Chưa có gì hết. Đây là một trong những quán cà phê phục vụ cà phê miễn phí ở huyện Lắc vào dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Tại vì nhà mình có con nhỏ không đi Buôn Ma Thuột được thì nhà mình chỉ đi quanh quanh Lắc mình thôi. Thì dẫn em Bon đi với cô, với bạn vào quán cà phê này. Dạ. Em cà phê miễn phí là của quán phục vụ hay là của bên đoàn mình phục vụ? Dạ, đó là cà phê sữa. Như họ cho trồng thịt canh này. Hai nhắn đi mua đây. Cho mẹ xem cái miệng nè, cho mẹ xem cái miệng Bon nào. Cái miệng uống cacao kìa. Bây giờ ba mẹ, hai mẹ con đang chơi với cô ở đây. Em mua ở nhà, không biết là mua ở nhà có quậy với bà ngoại không. Đây là cây cơ niên này cả nhà. Cây cơ niên mà hồi lâu thì em hạt cơ niên này. Quán cà phê này đẹp quá. Xe ô tô bị tắt đường, bò chặn đường của ô tô luôn rồi. Đây là đường lên Dinh Bảo Đài. Bò đâu nhiều đâu. Bò đâu mất rồi, bò đâu. Con vừa thấy mấy tỉnh đầu chạy qua đấy. Bon ơi, Bon, con mấy cô có gì con voi nè. Bon bây giờ mê xe cày không lên, lên đồi lên xe cày. Đó, có con voi kìa. Ở đây là mọi người còn có hội trại nè, trưng bày hàng truyền thống của xã. Hello. Đây có mấy hàng nhãn hàng thị trấn Liên Sơn. Bon nhắm được cái xe cày là đòi lên nãy giờ, cho lên ngồi một chút cho đỡ thèm nè. Bon ơi, nhìn mẹ nè, thấy không? Con thấy không? Con đi tham quan đi con, con đi tham quan đi con. Bây giờ ở đây thì các cô chú anh chị có trang vị hàng những cái món đặc sản của món đặc sản phẩm của những người có ban tổ chức cấp từng biết chưa? Đổ 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 giờ đấy, đổ ra đấy. Đây để vui này. Mặc đám cưới nhiều. Cô quay tôi. Bên đây mật ong rừng.
đây rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Nhị hoang nhị tây kia là mấy gram á chị? Cái là 2 gram. Cái này là 2 gram. Cái này là 3 gram. 2 gram là 850 là 2 gram. À, cả nhà thấy nhị hoang nhị tây 850 là 2 gram, còn thì bán 1 gram có 300 nghìn. Cảm ơn nhỉ. Bán 1 gram có 300 nghìn quá rẻ so với thị trường. Cái này hội đô thiền độc mộc. Đây này, đi qua bên này nè, đi qua hết gian hàng này đã. Con đi hết gian hàng này chút là mẹ cho con lên xe cày tiếp. Nếu mà chú không có ở đó thì mình lên xe cày tiếp nhé. Đó. Đây cũng là một gian hàng khác nữa, nông sản của địa phương. Hello. Hello William. À, còn đây là của xã Đắk Liêng. Được cần mua nông. Mình lại này. Cái sạch cái này đâu phải Đắk Liêng làm đúng không? Ồ, cái này đẹp quá này. Cái này có đẹp quá này. Wow, đèn lồng này mắt, đèn lồng này. Đây là có trái cây của địa phương nữa, trứng. Đây là có mít Thái, 15.000 một ký. 15.000 một ký. Con hơi chán là bây giờ mọi người làm hội trại hơi muộn, bây giờ chưa xong. Chắc là ngày mai mới đến tiếp một lần nữa. Con biết mình đang đi chơi đâu không? Mình chơi lễ hội cà phê. Giờ đang rất là đông rồi. Có bánh nè không? Ở đây phục vụ cà phê miễn phí. Thì mát hơn, có vẻ bon thích hơn là ban ngày. Ở hôm nay trời nắng thì buổi tối thì nó không có lạnh, nó chỉ mát hơn thôi. Bon ơi, đừng có nhổ cái cọc lên con nhé. Ở đây có môn đá đọt mì. Chắc là xã Long Cai Long Hoàng vậy đấy không? Ở đây là nơi xã mà nơi Thúy ở đây. Con thích bóng bay hả? Con thích bóng bay hả? Thích không? Chưa nhận nó là chút vào mày xem con có tiền mày mua cho con nhá. À, con mày đem tiền không đã nhá. Ở đây có hạt Kenya là 140.000 một ký hạt Kenya. Nè, em Bon bắt liệu như thế này, em Bon không chịu đi bộ nè. Xấu hổ quá này. Xấu hổ ghê á, bắt em Bon xuống để Bon ngồi điệu như thế này đấy. Bon cái gì kêu á Bon? Cái trống trống trên kia kêu á. Đi đi tiếp con. Kính thưa đồng chí Đào Thị Thái An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo Hội Hữu nghị đồng bào 23. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Tuân, ủy viên. Đông lắm luôn. Bà cho đi mau giao cơ thương cháu thì chẳng khăng khăng nhè. Vi nhảy xem nào. Vi chú với con ở bàn đơn chưa. Mẹ hát nhiều quá à, lắc đầu hả? Chưa có nga nên con trẻ cơ. Vivian Vi buồn cười quá, nghe nhạc là nhảy sụp sình. Mẹ là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ.
chú phải con ở bản đôn. Chứ không có ngài nên còn trẻ con. Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột. Ừ hà, ừ à, ừ à. Con cỏ bé bé nó đầu canh tre khi đi hỏi mẹ. Biết đi đường nào phải đi em hỏi cái bé em chào mẹ em chung. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta để thương yêu nhau. Baby xinh á, baby yêu cũng coi nghe nhạc là nhảy à, mặc dù mẹ hát như con bò rống. Em muốn ôi 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 vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan. Mì gió, baby mì gió nè. Ua, mì gió. Ua, bye bye nè. Bye bye baby. Bye bye. À không á, không bye bye á. Bye bye Vivi. Bye bye. Không á. Không. Bye bye Vivi. À thế mi gió này. Mi gió. Vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan. À không á. Vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan. Vỗ tay. Vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan, vỗ tay ngoan ngoan, đúng rồi, vỗ tay ngoan ngoan đi. Mẹ xoay VV như trong trống. VV có áo đẹp ta. Màu hồng nữ tính á. Ta 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 ta. Con coi xem, con ngồi thẳng lên nhá, con ngồi gần đâu nhá, đâu mắt nhá. Xem 30 phút là đi ngủ nghe chưa, 2 phút là đi ngủ nhá. Ôi, VV đứng giỏi quá. Ôi em Vivi tự đứng lên luôn á cả nhà. Vivi em muốn á, em muốn tự đứng được tầm như 3 giây á, tự đứng lên luôn, giỏi quá. Chào buổi sáng Vivi. Vivi dậy quậy canh bành hả? Chào buổi sáng Vivi. Vivi chào bon, chào bon yêu, chào bon chui, chào bon chui. Bon chui nằm ngủ tiếp đi, ngủ mẹ dậy thay bỉm cho em muốn trước nhá. Con nằm ngủ đi nhá, rồi mẹ làm cháo cho con ăn nhá. Ăn cháo hay ăn gì? Bún. Ăn bún hả? Ok. Khi nào cũng ăn bún. Ăn bún chứ không ăn cháo, không ăn cơm à? Ăn bún qua ngày à? Đấy. Mẹ ăn bún ok, cho mẹ xin á. Mẹ ăn bún đứng giỏi quá, em bún đứng giỏi quá. Ngoan ngoan chừng chừng, ngoan ngoan chừng chừng, ngoan ngoan chừng chừng. Em bún lại hát hả? Lắc cái đầu. Lắc lắc cái đầu này, lắc lư cái mông này,